Dự báo thời tiết mùng 6 tháng 11, tin gió mùa đông bắc và mưa lớn diện rộng. Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, ngày mùng 6 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ bắc, dịch dần xuống phía nam. Dự báo, đêm nay, ngày mùng 6 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, 3, vùng ven biển cấp 3. Từ đêm ngày mùng 7 tháng 11, ở các tỉnh Bắc Bộ, trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, ở vùng núi phía Bắc 15-17 độ. Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng ngày mai, ngày mùng 7 tháng 11, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, gần sáng ngày mùng 8 tháng 11, mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay, ngày mùng 6 tháng 11, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 7 đến mùng 10 tháng 11, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến 11 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao, nên các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, cấp 1. Thời tiết Hà Nội, từ đêm nay, ngày mùng 6 tháng 11, có mưa rào và dông. Từ đêm ngày mùng 7 tháng 11, trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ. Nam Bộ chiều tối nay mưa dông tăng dần, nhiệt độ giảm, cao nhất trong ngày ở mức 31-32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, nhiệt độ từ 29-30 độ, trời se lạnh về đêm và sáng. Hiện mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ chiều cường. Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo chiều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 8, ngày mùng 9 tháng 11. Cần đề phòng nguy cơ sạt lở đê bao vùng ven sông và chiều cường gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm ngày mùng 6 tháng 11 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 55-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió Đông Bắc cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 55-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác,
gió đông bắc đến đông cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 57 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và